nào anh em, đợi nghèo tiền hay phải tí này. Mình hát MV tặng anh em và là gì gì mày à, nghĩ rồi bốc bát họ. Một, hai, ba. Biết đều tôn trọng người lần đấy là kinh năm bắt họ. Đánh 83 mà ra bắt 8 để số lo móc nhọ. Nhưng tôi không sao, tiền đã mất thì không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc, hãy bốc cho mình một bát họ. Phút tục cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề thì về đội chậu. Đọc cái địa chỉ nhà chồng em qua nhà mình check đã. Đưa cho mình tờ giấy, mình chỉ việc ký có tiền mặt à. Nếu là có hỏi thì bảo anh Mạnh giới thiệu. Bốc cái bát 20 mới cầm về hơn 16 triệu. Đường đường là một dân chơi cái gì, tiền thì không thể thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu cái gì chẳng có nhiều đứa yêu. Mày nghe anh nói không? Bốc bát họ, anh em bốc bát họ đi. Tất cả những bạn trẻ từ 18 đến vân vân, làm ăn có lỗ hay lỗ có bể, đã có bát họ làm ân nhân, cử chỉ ân cần dạy ngay bảo mật thân phận. Mấy ông lắm tiền mà làm lãnh đạo, đặc biệt là yêu những thương dân, đặc biệt chế độ rất ưu tiên chị em trong ngành. Giai đoạn khởi nghiệp cần tiền, filler đỏ trắng chất thật ngon lành. Gặp bé là ngon canh, có thể anh em giúp. Giúp thì phải được húp, nói thẳng con mẹ đi cho nhanh. Được còn gì nữa? Cho các bố vay tiền nhưng đơn giản nhưng mà phải chuẩn. Các bố nghe tôi, tối nay về gia tăng trận về mấy pháp ấy. Các bố đi đâu cũng về theo biển hàng bán ship bê mắm tôm. Đúng lòng bờ là gì đá bay lắm cái sổ đỏ. Bỏ lên đến bán kết này chẳng có gì cầm cố. Cầm cố chẳng gì cầm cố. Tôi về dắt vợ cho Tây check liệu hàng cần mới tôi bơm cho.